Thưa quý vị khán giả theo dõi kênh Dâu Tốt Yến Sà Rồng Vàng, và hôm nay chúng tôi có mặt tại xã Phước Tân của huyện Phú Diềng tỉnh Bình Phước để tiếp tục để làm căn nhà yến này. Kính thưa quý vị, căn nhà yến này chúng tôi hôm nay đã là ngày thứ tư của căn nhà yến này, nên là cái công việc mà đã nhận lời với một số quý vị khán giả và khách hàng chúng tôi đã nhận lời giải cứu tiếp theo thì chúng tôi hơi chậm trễ một chút xíu. Sự cố này nó cũng ngoài sự tiên đoán của tôi, nên là mong quý vị hết sức thông cảm. Một số khách hàng của chúng tôi đang chờ đợi thì quý vị cũng hết sức bình tĩnh và thông cảm với chúng tôi nhé. Và bây giờ chúng tôi đến tiếp tục chương trình. Hôm nay là một câu chuyện nhà yến rất là mới mẻ. Nó mới mẻ nhưng rất là cũ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mới có dịp là tâm sự với bác chủ nhà của căn nhà yến này. Cách đây 2 năm là bác có xem kênh YouTube Yến Sà Rồng Vàng của chúng tôi. Bác cũng ấp ủ có một căn nhà yến rất là lâu, cách đây mười mấy năm, nhưng do điều kiện kinh tế cũng như là nó chưa có điều kiện để xây nhà yến. Thì cách đây 2 năm thì bác cũng ấp ủ, bác mua một căn xây dựng một căn nhà yến, nhưng mà do kinh phí quá lớn nên là bác cũng không xây dựng. Và sau khi bác ấp ủ như vậy, bác tìm kênh, tìm những thông tin trên kênh YouTube thì rất là may có một cơ duyên gì đó, bác cũng gần nhà tôi, cách nhà tôi mười mấy cây số thôi, và bác cũng đã nghiên cứu cách làm của tôi và xem kênh của tôi khoảng gần một năm. Thì sau gần một năm thì bác quyết định bác mua một căn nhà yến đây. Mua căn nhà yến này thì nó có khoảng tầm là 200 tổ. Nhà yến này thì nó đóng gỗ. Đấy, thì trước khi quý vị nhìn nó đây này, đấy, nó mốc đen này, nó mốc đen như thế này này quý vị nhé, nó xót lại này, đấy. Và hai bên cạnh tường nó là những cái tấm đá. Và 200 tổ này thì đa phần làm trên tấm đá, không làm trên tấm gỗ vì gỗ đã mốc. Vâng, đó, đây là những cái hố phân, đây là dư dạng là những hố phân. Những hố phân này người ta đổ phân vào, người ta dùng máy để quấy lên. Và nhưng vẫn có yến nhé thưa quý vị, đây những hố phân ở đây, những hố phân đây. Và cái chuồng đảo chim ở đây thì nó vô cùng là hẹp, nó chỉ 1m2 thôi thưa quý vị, mà chim vẫn xuống được. Tức là cái nhà yến này tầm là gần 10 năm rồi, nên là khi vào năm thứ 6, thứ 7 thì bác có mua lại sau khi xem kênh YouTube thì bác mua lại. Thì đây quý vị đã thấy máy ảnh, rồi máy phun, rồi máy sục mùi, rồi là tất cả các thứ ở đây. Và đây là những cái nấm đá ở bên đây, những nấm đá thì chúng tôi đã phải rũi hết rồi, rũi hết cái nấm đá ở đây. Mà những nấm đá này nếu khi bác mua cái nhà yến vận hành được khoảng 5-6 năm gì đó, nó cũng được 200 tổ và bác mua lại. Bác mua lại tâm trưa nay thì bác cũng tâm sự thật với tôi rằng là bác có mua lại là nhà này nó có 200 tổ rồi. Nó có 200 tổ rồi nên là cái việc bác mua lại thì cũng là chuyện đơn giản. Vì khi mà đã nhà nó có yến rồi, có 200 tổ rồi thì điều đó là tuyệt vời. Đấy, điều đó là tuyệt vời nên bác mua. Thà là bác mua như vậy, còn khi bác xây một căn nhà mới mà lấy được 200 tổ hơi khó. Nên bác mua căn này yến này với cái giá là khoảng tầm là mấy tỷ đấy, cả đất. Thì căn nhà yến này thì 200 tổ thì nhân với là 700.000 một tổ, 300.000 một tổ, thì 200 tổ thì nhân lên 200 tổ nhân lên và cho diện tích nhà thì giá là hơi cao nhưng bác vẫn chấp nhận. Và sau khi mua xong thì nó hết tiền, thực sự hết tiền, nó không có điều kiện để sửa, nên là bác cũng ngày 30 Tết năm ngoái là bác cũng mời tôi lên để khảo sát và hướng dẫn bác vận hành cái nhà yến. Thì việc đầu tiên là tôi bác tắt ẩm, cái thứ hai này tôi chỉnh âm tắt ẩm đi, dọn sạch nhà cửa đi, và tôi hướng dẫn bác vận hành. Thì sau một năm nó lên được khoảng tầm gần 300 tổ nữa, là khoảng 500 tổ, và từ đó nó tạo lên được một cái lòng tin và tạo lên được cái lòng tin tuyệt đối đối với công ty Yến Sà Rồng Vàng. Và từ đó, và là ngày hôm nay bác phải mời tôi lên để sửa reset lại toàn bộ căn nhà yến.
Về cái câu chuyện để sửa thì rất là nhiều câu chuyện để sửa. Nhà không có yến, nhà có yến và nhà đã rất nhiều yến. Như nhà này 500 tỏ là nhiều yến rồi, không phải là ít đâu. Đấy, nhưng mà việc làm vẫn bắt vẫn phải làm. Và ở trên đây là chúng tôi đã đóng thêm cái sàn gỗ ở trên này cho bác. Và chắc chắn chỗ này nó vẫn có tỏ bình thường, đấy, không có gì cả. Và trên đây một bồn nước, trước đây nó có hệ thống máy bơm. Thì họ bơm nước lên trên này, họ bơm nước trên này, có một máy bơm và họ đổ nước xuống đây. Đây là một thác đổ, đây là một thác nước nha thưa quý vị, đây là một thác nước này, đấy, một thác nước này. Và thác nước này sau khi tôi lên là tôi đã không cho bác dùng thác nước này nữa. Thác nước tức là bơm từ trên bồn đưa xuống dưới này, đưa xuống dưới này và đi qua hệ thống như này, qua hệ thống như này để khuấy mùi sụp mùi đấy. Khuấy mùi sụp mùi, mùi qua mùi đây, mùi đây rất nhiều. Và đấy, thế thì những cái thanh làm tổ thì nó nằm ở đâu? Thì nó thưa quý vị là nó nằm ở những cái thanh đá như này, là khi chúng tôi đã tháo ra rồi và chúng tôi làm lại. Thì bên đây chúng tôi đã hiện hệ thống này được, thì chỗ này nó có chuột cọp chim này, nó hẹp như thế này nhưng chúng tôi vẫn sử dụng này, vẫn chim cũng được. Chỗ này là một chân chim. Đi xuống dưới này thì sẽ là mô tả kỹ hơn. Và tôi mô tả nó xuống kỹ hơn là như thế này. Câu chuyện nó như thế này. Ở chỗ này thì nó là một bể này, bể trước để phân này, để phân ở dưới này. Và đây là chúng tôi đã phải gỡ gỗ ra rồi. Và ở bên đây là nằm đá, đây là đá này này, chim nằm thỏ đây này. Đấy. Thế giữa này hoàn toàn không có, tức là cái da nó bị hư lên rồi. Và đây chúng tôi phải làm lại. Và chúng tôi ngày mai chúng tôi đóng gỗ lại. Tôi bật âm lên. Rồi, tôi bật âm lên. Và tôi kể tiếp câu chuyện. Đây là đống gỗ. Đây là đống gỗ rất là nhiều mà chúng tôi phải tháo ra. Đây là gỗ là mốc hoàn toàn luôn. Đấy, thưa quý vị, không có một con chim là làm tổ. Thứ hai là cái gỗ này nó bị hư. Đây gỗ này. Đấy, quý vị thấy nó mục mọt luôn này. Đấy. Không làm được. Và mấy gà thì đưa ra ngoài này rồi. Mấy con gà này cũng còn chạy được không, nhưng năm ngoái là tôi nên tôi không sử dụng được. Thì chắc là dọn dẹp đi. Nếu cái nào sử dụng được thì mình có thể sử dụng cho những nhà khác, còn nhà này chắc không dùng. Và tôi quay lại cho quý vị xem. Và kính thưa quý vị, tôi quay trở lại tiếp tục chương trình với quý vị. Những câu chuyện nhà yến thì nó rất là nhiều, nhưng mà tôi kể nó một câu chuyện, đó là một câu chuyện. Thì khi làm chúng tôi đã phải làm lại toàn bộ cái hệ thống khí đây. Mà ngày mai chúng tôi sẽ đít lại các cái ống như thế này, đít lại hết hoàn toàn luôn. Đấy, thưa quý vị như vậy. Và phần âm thì chúng tôi đã làm lại hết rồi. Thưa quý vị như vậy. Và bây giờ chúng tôi sẽ quay phim lại. Tôi sẽ quay lại cho quý vị xem cái video clip. Bây giờ chúng tôi đã làm tương đối là nhiều công việc, chuẩn bị nó cũng sắp sửa nó xong, ngày mai sẽ xong căn nhà yến này. Và trên cộng đồng mạng thì cũng có rất là nhiều các tranh cãi rất là nhiều về vấn đề là sửa nhà yến. Có những nhà 50 tổ thì dưới 50 tổ, tức là 10 tổ, 20 tổ, 30 tổ, 40 tổ thì cũng để cũng sửa. Và từ 50 tổ đến 100 tổ đến 200 tổ, sau vài ba năm nó không phát triển thì cũng sửa. Và ngôi nhà này nó lên 500 tổ rồi thì cũng sửa. Và có những ngôi nhà nó thu 5-7 ký rồi, nó trứng đạn 1-2 năm cũng sửa. Có những ngôi nhà mỗi lần thu đến mười mấy ký rồi, sau 2-3 năm không chuẩn chỉ lại được, nó quay trở lại con số 1 ký cho đến 1 ký rưỡi đến 2 ký cũng sửa. Đấy,
Thế thì câu chuyện mà rất là nhiều người cũng nói với tôi, ông Tiến yến sò rồng vàng thì nhiều chim cũng sửa, ít chim cũng sửa, không có chim cũng sửa. Thì thực sự ra quý vị, nó rất là nhiều cái vấn đề trong nhà yến. Đấy. Nên là chúng ta cũng phải hình dung ra được, khi nó còn sai thì mình còn sửa. Khi con người ta già rồi, 90 tuổi rồi mà thấy sai cũng còn sửa, chứ chưa nói gì nhà yến. Đấy, thưa quý vị, như vậy, khi mình thấy sai, khi mình thấy chưa tốt thì mình hoàn thiện bằng tốt hơn những cái gì mà mình mong muốn, mọi người mong muốn. Tôi thì là một cái người đi làm chuyên sửa chữa nhà yến trong nhiều năm qua. Trong nhiều năm, tôi nói là từ nhiều năm, chúng tôi cũng trải nghiệm rất là nhiều các ngôi nhà yến khác nhau, rất nhiều các cung bậc cảm xúc của chủ nhà, cũng như là kỹ thuật, cũng là người máu đỏ da vàng thôi, nên có rất là nhiều cái cảm xúc khác nhau. Đấy, thì cũng thưa quý vị như vậy. Và chỉ còn một lát nữa là tôi cũng trên video này, và nó sẽ tạo ra một cái cơn lốc màu da cam. Chúng tôi cũng phải hoàn thiện toàn bộ những cái quy trình kỹ thuật cho nhà yến này. Và âm thì có nhiều điều thú vị về nói về câu chuyện âm nhà yến. Thì trong suốt thời gian qua thì nhiều khán giả xem kênh của tôi thì cũng muốn bỏ tôi là chia sẻ một cái cho khách hàng một bộ âm. Đấy. Rồi là cũng hướng dẫn, thì thực sự ra số lượng khách hàng bây giờ nó rất là lớn, thực sự nó lớn lắm. Nên là chúng tôi cố gắng làm trên kênh YouTube thì để quý vị có thể tham khảo thôi, chứ bây giờ cũng không có thời gian để tư vấn cho quý vị. Để mà tư vấn một căn nhà yến thì thưa quý vị là nó mất khoảng một tiếng đồng hồ thì mới có, phải có video, có cả tiếng đồng hồ nữa thì chúng tôi mới có thể đáp ứng được cái tư vấn cho nhà yến. Và hai âm thanh thì tôi cũng nói thật luôn với quý vị như thế này. Chúng tôi cũng đã là mỗi một người, mỗi một nhà yến có cấu trúc sắc thái khác nhau, mỗi một cái sắc thái khác nhau, và mỗi một cái khu vực nó cũng có cái môi trường khác nhau. Nên là mỗi một cái nhà yến thì nó có những câu chuyện khác nhau, hệ sinh thái khác nhau. Nên là về chúng tôi không thể cho quý vị là một bộ âm, nó không khó, nhưng mà quan trọng là bộ âm nhà quý vị đã có âm rồi, chim đã có chim rồi, thì quý vị cũng nên tìm kiếm cái nỗi của mình. Lượm cho anh một ít gỗ để đưa xe đây, gỗ xịn đấy, để nó mát, gỗ tốt đấy, vẫn là xe cơ đấy. Thì một lát nữa thôi thì chúng tôi sẽ quay lại cái căn nhà yến chúng tôi làm được khoảng tầm 50% 70% rồi, thì quý vị có thể xem trên kênh YouTube. Thì cũng có rất là nhiều anh em nói là bây giờ chia sẻ cho bộ âm đấy, nhưng mà thực sự nhà quý vị mà có khoảng tầm 30 tổ, 40 tổ, 50 tổ rồi bỏ tôi chia sẻ thì thực sự tôi không dám chia sẻ cho quý vị bộ âm đâu, bởi vì nhà quý vị đã có chim rồi mà chúng tôi đưa âm vào đấy thì thực sự là rất là khó. Bởi vì tôi cũng nói luôn là về vấn đề âm, vấn âm vận hành âm là một cái vấn đề cả một nghệ thuật, chứ không phải là cái chuyện mình cứ thích cái nhà yến của mình cứ cố gắng là mình cắm cái bộ âm vào là không đúng đâu. Đấy, bộ âm mà hôm nay tôi sẽ cung cấp cho quý vị âm thanh là gì, âm thanh nhà yến là gì. Thực sự quý vị là âm thanh nhà yến thì nó rất là nhiều cái dòng âm thanh khác nhau, cái tiếng âm thanh khác nhau, tùy theo cái ngôn ngữ âm thanh để mình, cái vị trí để mình sử dụng âm thanh cho hợp lý thôi. Đấy, chứ còn nó không có một cái nhà nào có một bộ âm nào cũng dùng cho tất cả các nhà yến đâu, nó rất là khó. Đấy, thế khi mà chúng tôi mà muốn thay âm cho quý vị thì thường chúng tôi phải dùng cái bộ âm chính nhà của quý vị, chính nhà của quý vị, nên tôi làm phối sao cho bộ âm nó phù hợp với cái điều kiện ở đó thôi, chứ không có một cái bộ âm nào nó chung đâu. Nên là quý vị hết sức thông cảm. Đấy, nếu quý vị mà muốn làm âm, muốn sử dụng một bộ âm thì cũng tốt nhất quý vị phải gửi một cái bộ âm đó qua sang cho tôi, sau đó chúng tôi kiểm tra bộ âm đó. Kiểm tra bộ âm đó xong thì chúng tôi cần lấy ở cái điểm nào của cái bộ âm đó và để phối một bộ âm nữa mới dùng được cho nhà quý vị. Còn nếu mà bộ âm mà tôi đưa cho tôi bất kỳ một bộ âm nào mà cái nhà yến đang ổn định rồi mà quý vị thay âm thì nó sẽ làm cho đàn chim của mình nó không ổn định đâu. Và âm là gì? Âm là bản chất là mình huấn luyện con chim nó cất tiếng theo cái tiếng chim đó, chứ không phải là âm để mình
mình làm cái gì nó quá thần thánh đấy, là thưa quý vị như vậy, nên là chúng tôi cũng không rất đắn đo khi mà chia sẻ cho quý bộ âm đấy, là quý vị hết sức thông cảm với chúng tôi. Và một lát nữa là chúng tôi cũng có thể là chúng tôi có thời gian chúng tôi sẽ quay một cái video clip cho quý vị, thì đây nhà này, chính nhà này tôi đã phải làm cho nhà này một bộ âm tuyệt vời, nó sẽ làm cho nhà chim này tuyệt vời, vì nhà chim này thực sự ra nó đã có vốn rồi, nên là chúng tôi làm nó cũng không có gì khó khăn. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong video clip lần sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị.